Cô thân mến, chào đón các bạn học sinh đến với khóa học Tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn Các con yêu quý, cô trò chúng ta sẽ đến với video bài giảng phần cuối cùng của bài học Cóc kiện trời Chúng mình thực hành viết và vận dụng Trước hết, đến với kỹ năng viết Các con sẽ thực hành nghe, viết đoạn văn mang tên Trăng trên biển của tác giả Trần Hoài Dương trước hết hãy nghe cô đọc đoạn văn này một lượt trăng trên biển trăng trên sông trên đồng trên làng quê tôi đã thấy nhiều duy trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy đẹp quá sức tưởng tượng màu lòng đỏ trứng mỗi lúc một sáng hồng lên rất trong càng lên cao trăng càng nhỏ dần càng vàng dần càng nhẹ dần. Bầu trời cũng sáng xanh lên, mặt nước lóa sáng, cả một vùng nước sóng sánh, vàng trói lọi. Theo Trần Hoài Dương Các con vừa lắng nghe cô đọc đoạn văn Trăng trên biển. Thực hành kỹ năng viết đoạn văn này, chúng mình chú ý viết hoa, các chữ cái đầu câu, viết đúng chính tả một số từ ngữ khó và dễ sai như là sáng hồng, sáng xanh, lóa sáng, sóng sánh hay trói lọi. Để có thể thực hành giúp cho việc viết vào vở lưu loát hơn, hãy cùng tương tác với OLM trong câu hỏi sau đây nhé! Tiếp tục kỹ năng viết, chúng mình sẽ phân biệt âm sờ và âm sờ. Thông qua bài tập, chọn tiếng thích hợp thay cho ô vuông trong hoặc đơn các con có các từ có thể điền vào ô vuông để tạo thành những từ có nghĩa và viết đúng chính tả hãy hoàn thành bài tập này trong câu hỏi sau nhiệm vụ này không làm khó được các con chúng mình có bốn từ sinh sôi xào sạc san sẻ và sáng sủa xác định rõ các âm đầu là âm sờ hay âm sờ trong mỗi tiếng kế tiếp không chỉ phân biệt âm đầu chúng mình sẽ phân biệt vần cụ thể là vần ắt và vần ắc Con sẽ tìm những từ ngữ có tiếng chứa ắt hoặc là ắc có nghĩa như sau một tàu thuyền vướng vào chỗ cạn không đi được hai hoạt động thu hoạch lúa và ba làm sạch quần áo bằng gách vò rũ trong nước. Hãy tìm những từ ngữ có nghĩa như thế này, có, có tiếng chứa ắt hoặc ắc. Nếu tàu thuyền vướng vào chỗ cạn, không đi được, chúng ta có từ mắc cạn. Trong tiếng mắc có chứa vần ắc. Hoạt động thu hoạch lúa của các bác nông dân chúng ta gọi là gặt lúa. Trong tiếng gặt có chứa vần ắt. Cuối cùng, làm sạch quần áo bằng cách vò, rũ trong nước thì có từ giặt rũ. Trong tiếng giặt có chứa vần ắt. Vẫn dựa vào các từ ngữ đã tìm được này, con sẽ đặt hai câu với từ ngữ vừa tìm được. Hãy sắp xếp các từ ngữ sau thành câu văn hoàn chỉnh. Nếu sử dụng từ mắc có chứa vần ắc. Con có thể tạo thành câu văn Nhiều người dân bị mắc kẹt ở các vùng lũ. Sử dụng tiếng gặt hoặc cả từ gặt lúa, con cũng có thể đặt thành câu Trên cánh đồng, các bác nông dân đang gặt lúa. Sử dụng tiếng giặt hoặc là cả từ giặt rũ, chúng mình có thể đặt câu Em đã tự giặt được áo sơ mi của mình. Với các từ ngữ vừa tìm được, con đặt những câu phù hợp con nhé như thế trong phần viết chúng mình được nghe viết đoạn văn trăng trên biển phân biệt âm sờ và âm sờ phân biệt vần ắt và vần ắc cuối cùng trong bài học này các con thực hành vận dụng với nhiệm vụ kể cho người thân nghe câu chuyện cóc kiện trời và chia sẻ cảm nghĩ của em về nhân vật cóc còn hoàn toàn được dựa vào những bức tranh minh họa cho câu chuyện cóc kiện trời đã được sử dụng trong kỹ năng nói và nghe. Sau khi kể được câu chuyện này, con sẽ chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của con về nhân vật cóc với người thân của mình nhé. Hy vọng rằng các con sẽ thực hành phần vận dụng này thật tốt. Video bài giảng đến đây là kết thúc. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn nhé.